xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Và các bạn ơi, hôm nay mình lại chơi một trò mới các bạn ạ. Có tên là Bậc Thầy Hợp Nhất các bạn ơi. Wow, nghe cái tên các bạn có thấy tò mò chưa? Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem những hình ảnh liên quan đến game các bạn nha. Ok các bạn, đây là hình ảnh đầu tiên đây. Wow, nhìn nè, rất là nhiều hung hiếu khi và những con quái vật trong Bobby Burley Time các bạn ơi. Wow, wow, bên này nè, wow, wow, có cả Bobby nè, có cả người trẻ con như các bạn này. À, ghê quá, ghê quá, đầy nữa. Wow, rất là nhiều nhân vật trong Bobby Burley Time các bạn ơi, đầy nữa nè. Wow, có cả Mommy Long Neck nè các bạn ơi. À, wow, nhìn cái con vật quái vật màu xanh xanh kia các bạn ơi, rất là nhiều tay hay là cái gì các bạn nhìn kìa. Wow, wow, bên kia còn có người loa kết hợp với cả hung ghi các bạn ạ. Wow, yeah. Các bạn có thấy tò mò chưa? Bây giờ mình sẽ đi vào trong game và trải nghiệm xem là có gì hay và hấp dẫn không các bạn nha. Và các bạn đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào trải nghiệm game thôi. Ok các bạn ơi, mình đã vào trong game. Rồi, trước mắt chúng ta là có hai đội các bạn ơi, vẫn như vậy, đội xanh và đội đỏ. Bây giờ đội xanh là của mình, bây giờ mình có hai chú hung ghi các bạn nhìn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ kết hợp vào nha, xem nào. Lên! Wow! Được một nhân vật mới các bạn ơi. Yeah. Let's go! Xem bên nào sẽ giành chiến thắng các bạn ơi. Wow! 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 Pim! Wow! Các bạn ơi, đánh ghê quá. Yo, cố lên! Cố lên nhờ mình có thể giành chiến thắng không? Cố lên nào! Yeah! Trận đầu tiên đã giành chiến thắng rồi các bạn ơi. Yeah! Ok, tiếp tục mình sẽ kết hợp vào. Rồi, mình sẽ kết hợp hai chú bắn xa các bạn ơi. Wow! Yeah, được nhân vật mới các bạn ơi. Nhìn có cái bàn tay dài quá. Yeah. Wow, bên kia có ba chú hung ghi. Let's go. Yeah, hey, wow. Wow, các bạn ơi. Wow, lại victory. Wow, bên kia kìa các bạn ơi, nhìn kìa, cũng có một nhân vật giống bên mình như thế này này. Có hai cái tay dài nghêu nghêu luôn. Rồi, mình sẽ kết hợp hai chú này vào. Bây giờ kết hợp vào. Wow. Lại được một nhân vật mới nữa rồi các bạn ơi. Yeah, yeah. Teng teng teng. Ngoan rồi, ngoan rồi, ngoan rồi. Đây, đẩy vào đây. Let's go. Quá là ghê luôn không? Yeah, là victory. Ok, nào tiếp tục các bạn ơi. Rồi, kết hợp vào. Teng. Kết hợp hai cái chú tay dài mà. Wow. Được một chú tay. Wow. Các bạn ơi nhìn này. Wow. Có hai cái tay dài ở đường sau lưng và hai đôi tay nữa các bạn ơi. Wow, quá là ghê. Wow, wow, wow. Victory luôn các bạn ơi. Quá mạnh luôn. Ok, tiếp tục. Wow, nhìn kìa, đội hình này của bên kia cả chỉ có một chú thôi các bạn ạ. Wow, một nhân vật thôi. Và bây giờ mình sẽ let go. Yay. Wow. Quá là ghê. Xa luôn các bạn. Wow, là victory tiếp nữa rồi. Ok, tiếp tục nào. Yeah, lần này bên kia có sự thay đổi rồi các bạn ơi. Rất là nhiều hung ghi. Mình cũng phải củng cố thêm hung ghi lại. Đấy, đây nào. Ok. Rồi, let's go. Bên kia cũng có một nhân vật bắn xa luôn các bạn. Tay quá dài luôn. Dài đến đâu cũng bị thua mà thôi. Thấy chưa các bạn ơi. Lại victory dành cho mình. Ok, tiếp tục nào. Củng cố thêm một chú hung ghi nữa. Rồi, let's go. Yeah, yeah. Wow, bên kia có hai người tay dài luôn các bạn ơi. Nào, bướng mới đại tướng à, lại thua rồi. Yeah, mình lại thắng. Ok. Ui, các bạn ơi, nhìn kìa, bên kia kìa. Wow, có Bobby này các bạn ơi. Wow, ghê đấy, mình chụp ảnh kết hợp vào. Rồi, kết hợp, tiếp tục lên. Yeah, được một nhân vật mới. Wow, một nhân vật siêu to. Wow, ghê quá các bạn ơi. Rồi, let's go. Yeah. Wow, cố lên. Lần này anh em mình phải cố gắng lên, đừng. Không cố được các bạn ơi, thua mất rồi. Ok, tiếp tục các bạn ơi. Lần này mình phải củng cố thêm đội hình các bạn ơi. Yo. Mình cũng có Bobby rồi các bạn ơi. Ghê không. Yeah, củng cố thêm nào. Ok, kết hợp vào. Rồi,
tiếp tục nào, tiếp tục nào, để đây, yeah. Kết thẩm nữa vào các bạn ơi, rồi net go, yeah, wow, các bạn ơi, yeah, nhớ lên con này dành chiến thắng không? Có các bạn ạ, Victory Leon. Ok, tiếp tục, yeah, kia, nhìn kìa các bạn ơi, lần này bên kia có hai chú bé kìa, đầu siêu siêu to luôn. À chà, ghê đấy, ok, mình phải củng cố thêm nào, rồi. Tiếp tục nào, kết hợp nữa, rồi, tiếp tục nào, lên đây, rồi, bây giờ mình sẽ kết hợp hai chú đầu siêu to này vào này, nên, wow, nhìn nè, được một chú khá mới, wow, tay này các bạn ơi, wow, cầm hai cái cương, xoẹt luôn, kinh đấy, rồi, cố lên, xoẹt, wow, ghê quá, wow, đội hình của mình rất là mạnh luôn các bạn ơi, wow, cố lên anh em. Cố lên, vào, bên kia còn một búp bê Barbie thôi. Yeah, Victory, yeah. Ok các bạn ơi, mình vừa củng cố thêm được một búp bê Barbie rồi. Bây giờ mình sẽ kết hợp vào nha các bạn ơi. Đúng một nhân vật Barbie mới này. Rồi ok, củng cố thêm nào. Rồi, lên. Ok, kết hợp vào. Let's go. Quá ghê luôn, tay dài siêu dài luôn. Cố lên, bên kia chỉ còn một nhân vật nữa rồi. Cố lên nào, anh em ơi. Victory đi ăn ngay. Ok, tiếp tục các bạn ơi, kết hợp hai chú này vào. Rồi, lên. Được Bobby các bạn ơi. Rồi, kết hợp mua tiếp nào, rồi, lên nào. Đấy, ok, tiếp tục lên. Lên nào, lên, kết hợp vào. Rồi, tiếp tục. Ok, hai chú này các bạn ơi. Rồi, kết hợp vào, tiếp tục nào. Rồi, wow, quá là xa ghê luôn các bạn ơi. Tiếp tục chú này nào. Rồi, kết hợp vào. Let's go. Các bạn ơi nhìn này, hai cái búp bê ở dưới này đèn xì xì luôn, quá là ghê. Yeah. Bên kia lại bị thua, mình lại chiến thắng. Ok, tiếp tục các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ kết hợp hai chú này vào này, xem được cái gì. Mommy long lét các bạn ơi. Về quá luôn. Ok, kết hợp. Rồi, mình sẽ củng cố thêm các bạn ạ. Đấy, người này nữa. Rồi, đặt dưới. Rồi. Thế này đi. Ok, kết hợp vào. Tiếp tục nào. Ok. Tiếp tục kết hợp nào. Rồi, let's go các bạn ơi. Bên kia cũng có một long nét cả các bạn ơi. Wow. Liệu bên nào sẽ giành chiến thắng đây các bạn ơi. Cố lên. Rồi, bên kia chỉ còn một con thôi. Cố lên nào. Mình vẫn Victory các bạn ơi. Ok, tiếp tục các bạn ơi, nâng cấp lên nào. Rồi, kết hợp vào. Ok, kết hợp vào. Ok. Tiếp tục nào, kết hợp vào các bạn ơi. Rồi. Ok, nhét khô. Wow, các bạn ơi, 6 cái tay siêu dài đấy. Cố lên nào. Wow, đội bên kia mạnh vậy. Thua các bạn ơi. Ok, lần này mình phải củng cố thêm đội hình các bạn ơi. Lên. Rồi. Ok. Nào, củng cố thêm nào. Lên các bạn ơi. Hai chú này cũng lên luôn. Rồi, lên. Ok. Rồi các bạn ơi, ok, let's go nha. Cố lên nào anh em. Nhờ này mình có thể giành chiến thắng không các bạn ơi? Cố lên nào. Cố lên. Wow. Các bạn ơi, cố lên. Bên mình vẫn thua các bạn ơi. Ok, lần này mình phải củng cố đội hình, kết hợp hai chú này vào các bạn ơi. Wow, được một nhân vật mới các bạn ơi. Kết hợp hai chú này nữa. Rồi, ok. Kết hợp nào. Rồi, củng cố lên. Rồi, ok, củng cố tiếp. Rồi, vào đi. Nào, ok. Nào. Vào, tiếp tục. Kết hợp vào, rồi. Let's go, cố lên. Lần này mà không thắng nữa các bạn ơi, các bạn hãy like video để ủng hộ mình nha. Cố lên nào. Anh em ơi, mạnh mẽ lên. Yeah.
cùng với cụ Victor gì rồi các bạn ơi. Yeah, các bạn ơi, vừa rồi mình đã chơi một trò có tên là bậc thầy hợp nhất các bạn ạ. Wow, trong đó Quân Hiệp hợp nhất những nhân vật ở trong Bobby và Lấy Tham các bạn ơi. Wow, được hung ghi hung ghi, mong mì mong lét này các bạn ơi, tất cả các nhân vật trong Bobby và Lấy Tham đấy. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.